ចឹងយើងគ្រាន់តែសម្រាប់គាត់ដល់មួយទៅពេលលក្ខណៈដងមានដងអត់មានទឹកទេ
hay tục chào nó hết bây để lại hơi chút chiếc mua để màu mà hơi đa mà bởi vì đặt ôn đi nó mà nó như cam bởi vì lúc ôn bởi vì tàu ai mua bởi vì những bạn lui hai bạn khi con sinh ra sẽ tự lực ôn vô từ lúc ai chút chiếc để màu ở trận nhưng khi nhầm pi chỉ biết bỏ lúc gì sạc cứ lùm lại ca sầm ca sầm đông lắm một con ca sầm lại nữa thế con đang sầm lắm chia mũi tôi sầm lắm cùng hai chị phục tam ta đấy chị e rồi bỏ phục đẹp ao cái đó luôn sang rứ còn lại cứ đi chỉ lỗ chia 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 chân kê chị phục tam mua đẹp tôi ao ở phục một con bằng hơi áo có score còn tay ở phục một con minh ca sau sầm về minh ca sau sáng nay em nói đo phục một con dây kê quê thì can tục đo công phục để bạn mong hai kê sầm sầm mừng lễ tục tục cho nhà công bỏ phục này ca lúc dư sát rồi ao chung chia một chẳng cứ qua ban lỗ đâu tàu rô nơ trong ca bầm ra rồi ok nó chung chia để cái gì nâu chung môi nâng mê tọa môi để chung môi lỗ bị phá chẳng ca đại quật luôn là cứ quật chứ mà lúc đèn lỗ lúc dư sát chứ mà lúc đèn xin trọng hay lúc dư sát cứ chứ mà lúc đèn sân hạ ủa chẳng đèn bố đi phá nó cứ tàu chia bầm ra sân hạ phá thôi ơi propon bỏ sạch nó là bỏ bộ đi thang nắng chặt chặt là lượng lưu xe để xa lưu lưu xe thường hà đá thường hà là mẹ tết xoa mục lưu xe vật xoa xoa đá dân dân hà thường hà propon là xa rồi một tu làm ra rồi một tiêu làm ra chúng ta qua trên một đời thường hà là nghiên phúc đây propon là bỏ bộ đi thang nắng khơi xong lưu lưu xe kết mưa tao ta lưu lưu xe lưu pro mẹ xa đó tang cả phật như sang nó để smart trong một đàn biết smart trong một quả khi chia để đào tôn một chỉ có một quả này chẳng như sang nó để smart trong khi có đặt bàn cho người ta luôn luôn chỉ mua một phút một phút đi hai tê chẳng có thôi em mày quật chạy dứt quật tên muốn có tàu riêng bằng tốc đó đó là bài một phút như sang có chỉ mê kì chẳng có đi trong một phút một đề mê một quả đó sau đó bộ phụ nữ có thể như là cái hái chẳng có chạp lưu bị sạch thời xa cá mình vô trốn là xin bị đo hát vô trốn có chạp lưu bị sạch thì nó lưu bị sạch rư bộ bộ thao bộ phụ nắng xa bộ phụ nữ có khoai khi bằng mạch chẳng có thể ăn chì mê đá lưu bị cá còn nắng có một khôi chì mô lưu bị sạch bàn chung dây tục đăng đo lúc đây vừa nhưng nếu bỏng ra là bộ phụ để tên nó bị ý xa nè sau đó đi mang chạp một lúc chẳng phá rõ như lần này một con xung kết và phá rõ như lần này chứ lúc dù xe tao nè tao khúc giang xe đuổi dương to tiệt thế để qua tao đâu không khúc hay qua đâu không hóa xa và đời xe tiếp xúc mắc rong nhưng vậy thì tiếp xúc mắc rong con dù xe tiệt hay đây bạn nhìn vậy tiếp xúc mắc rong nhưng tôi thì tôi gọi tôi tiếp xúc mắc rong một quả không khốn nặng cứ quát nó tại chi mẹ đặt ngon mẹ để nó con cúc nè mẹ để lần tới chi mẹ cái đi mẹ để lần tới cứ quát như vậy còn phê vui để rồi viên hạt lắc vì mẹ để nó con cúc là hay mà hạt lắc nó cứ quát mang sản phẩm quát mang chưa xong cứ hay mà hạt lắc vì mẹ nó cứ chia sẻ vui chi mẹ để một ra vài sáu đó này mùi tiết thì nè xoay một bàn đó này mình chẳng để nè làm phí nè vì sao đau tấu có thì nè đau tâm lưu nè để cho tôi mùi thì chúng ta cái mốc sập ôn mà như thế này tôi như thế này thế lúc hạt vật bằng trạm hà mỗi nhóm sụp đèn để sọc chơi trạm hà nhưng bàn khoa nguyên một bàn bay lấy nguyên sạp tên màu xây chẳng cứ có bàn cặp thơi những vật ra nè đèn khoai sáng nó thả bay ngay tiết nè thằng ban được khoai sáng đó sẽ trở ra rồi ai chụp này để mùi tiết để chia và thằng ban nó bay ngay tiết đôi bia này con thằng chanh tao trâu kịp chú cổ mình chẳng các mùi tiết bộ con cứ ban chụp này hay gặp làm nhà không lịch rạc kì rạc đó sẽ trở ra hông nhóm chụp tục chụp cục như hông nhìn tục hôm nay tao ấy bye bye lịch nè đèn luôn đi xa thì nè đèn cắt sọ đầu nhận được tiền mấy chục năm con là một to mấy chục năm và rồi đó sẽ đặt vào lòng bán xong bên mặt người tất cả mùi
ឲ្យ ឲរ៉ា ជាច្រើន បាន មក ទូ ទាយ ដើម្បី រក ដំណោះ ស្រ័យ រក ការ កាត់ យសប់ នោះ ឲ្យ ឃើញ ប៉ុន្តែ អត់ មាន សល់ សោះ ឲ្យ មាន ទូ ទាយ ណា ទេ ប៉ុន្តែ ស្រាប់ តែ នឹក 3 ឆ្នាំ ហើយ បាន នឹក ឃើញ លោក យូសែប នៅ ក្នុង គុក អញ្ចឹង ស្ដេច នោះ ដែល លោក យូសែប ថា ដោយ សារ ព្រះ ជា ម្ចាស់ ជា អ្នក ដែល ទេ ដែល ជា អ្នក ដែល ដល់ ការ មិន មែន ដល់ គណិត ព្រឹកកញ្ញាសាស្ត្រជំនួយថាព្រះជំនាញជំនាញដល់ព្រះជំនាញសំខាន់ប៉ុតឃើញពីព្រោះលោកវាសាជំនាញសមត្រង់របស់ព្រះជំនាញអញ្ចឹងធ្វើការទាំងនោះគឺដោយសារព្រះជំនាញជំនាញដល់បានសំដែងឲ្យលោកវាសាកាប់សពស្ដេចអញ្ចឹងស្ដេចបារោបានន័យប្រាប់អំពីការយល់សពហ្នឹងថាមានគូស្គមស្គមគូយីអត់អត់ពុំគុំតែស៊ីស្មៅ ហើយស្រាប់តែគូស្គមស្គមឡើងពីកលេមកស៊ីស្គមស្គមអញ្ចឹងមានមួយទៀតពីរពីរសម្បត្តិមិនគឺមានស្រូវ7 7 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